Ồ, dính kìa. Ôi ơi, quá trời nhiều luôn rồi cô bác ơi. Trời ơi, nguyên một dây luôn. Quá đã luôn rồi nè. Ôi trời. Wow, quá cỡ luôn rồi, nguyên bầy luôn rồi. Nguyên bầy luôn anh ơi. Quá đã luôn rồi. Công nhận đã thiệt. Thi hàm luôn anh ơi. Mấy 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 bữa trước cũng vậy ha. Ồ, vậy là em bữa nay em là có duyên may mắn này. Ồ, trời thật hết hồn luôn, con cá linh của bác khổng lồ luôn trời. Ồ, cá linh tròn nè, hết hồn luôn của bác rồi. Ồ, nó bự nè của bác, khổng lồ luôn nè, nguyên một dây luôn nè. Quá đã luôn rồi. À, mình thấy có cái người cũng đi cắt lục bình nữa nè cô bác. Đang bè châu đốc. Hôm nay mình trải nghiệm trên cái con sông Châu Đốc nha cô bác, xem các anh ngư dân ở đây họ đánh bắt cá rồi chài cá rồi giăng lưới này kia cho các bác xem. Đây là làng bè Châu Đốc, phía này là phía bên Châu Phong ha chú. Hả? Châu Giang. Châu Giang để lưới dài không anh? Ồ, có cá kìa. Hả? em nhiều được người coi thì hỗ trợ. Bắt tôi lên mạng rồi đủ quá. Bắt tôi lên mạng. Ồ, có linh bự ha. Ừ, có linh 4 phần mà. Ồ, có linh con cành cành luôn trời. Cặp cặp sát vô anh. Cặp sát đi chú. Ồ, đã quá. Có hổm mở đang dính kìa. Vậy là con nước nào cho cho anh ở khoảng 10 ngày trước đó. Cặp cặp vô cho em qua bển đi anh, rồi anh đi vô đi để anh đón cái ông kia, để ông kia nó tới rồi anh đón ổng đi, rồi hai thằng đi qua bên cái chài. Ồ, dính kìa. Đã quá đã luôn rồi. Lội không? Biết chứ. Người sông nước. Rồi giờ chú vô ở đây, giờ tới giờ thằng kia đó chú đón đón thằng kia. Ôi thôi. Cá linh kìa, con cành cành luôn kìa. Bự quá bự luôn à. Ồ. À. Thì cái này mình dân chuyên nghiệp, nghề nghiệp luôn á anh, để bán luôn ha, hay là làm sao? Qua đời rồi. Ôi không có giàu nổi. Giàu không nổi à. Đã luôn rồi trời. Ôi cái linh bự luôn cô ơi. Nói thường thường cái nghề bà cậu mà. À, cá này được nhiêu ký anh? Cá này lên 70. 70 ngàn ký. Trời ơi, có bữa cũng tiền nơi. Nghề nghiệp gán đeo. Nghề nghiệp gán đeo. Dính thì có tiền. Ê, bữa nay giác này là giác thứ mấy rồi? Sáng tới giờ luôn, 4 giờ sáng tới giờ. 4 giờ sáng tới giờ luôn hả? Ừ. Thả cá nó hết rồi, thả chút xíu nghỉ rồi có tiền đâu. Dạ. Yeah. Rồi, biết đâu mẹ kế trúng mánh rồi sao? Vậy nó hên xui. Hên xui. Mấy anh chọc, mấy anh chọc thôi. Đi theo vậy cho được chịu. Ừ.
rửa thêm mẻ nữa đi. Rồi bây giờ coi anh bủa thêm mẻ nữa đi cô á. Đã quá trời luôn mà cá bự anh ơi, cá công nhận cá bự thiệt, đã thiệt luôn á, quá trời luôn. Là sáng giờ được có nhiêu đây á hả? À còn trong đục nữa ha. Yeah. À, mình bủa rồi mình hái ấy ha. Yeah. Wow, chèo một máy nè, hiếm nha, hiếm gặp lắm á nha. Quá đã luôn. À, và đây là cái cầu mới đó cô bác, cầu mới Châu Đốc. Đó cô bác, bữa nay là mình ra sông chỗ cái cầu luôn, trải nghiệm trên cái con sông Châu Đốc, Châu Phong. Vậy là cỡ 5-7 kg vậy chưa anh? Ủa bây giờ mình thả khúc vậy thôi ha, chứ không có chơi qua ngang sông luôn anh. Dọc đi, không chơi ngang nữa mà chơi dọc. Giờ lâu lâu con lặn đâu phải có hoài. Đây này chắc cả 100 mét hả? Đây lưới này cả 100 mét hả? Không khoảng bao nhiêu lâu mình mới thăm anh? 15-20 phút ha. Dạ. Có khi nào nó dính nhiều quá rồi nó giật gì không? Cầm dây đó. Cầm dây nó đâm ha. Bực 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 ha. Nó đắng chút thì nó cá vô được coi. Wow, nhiều dữ rồi ta. Ôi, ê, đừng hay quá anh nhảy anh. Dữ vậy. Nó giữa mình luôn nè. Ủa nó dạng dữ vậy đó hả? Đâu phải không? Ồ, đã quá luôn anh nè.
một miếng nước đi. Cầm vài thêm chút xíu nữa rồi, đã quá đã rồi. Ôi anh dạng anh theo cái đĩa luôn anh. Cá cầm cầm không kìa, đã quá đã luôn nè. Rồi mình thấy chưa, con nào con lấy quá cho bự anh ơi, đã thiệt chưa, công nhận con cành cành không. Chút nữa mua ký nướng luôn anh ơi. Anh ăn cơm chưa, vậy chút nữa nướng luôn á. Thì cái này cá linh bự quá bự luôn à. Dạ. Rồi bây giờ là chúng mình chuẩn bị thăm thêm mẻ nữa cô bác. Theo như ảnh nói á, cái từ cá linh cô bác nhau, cái như là cá linh nha, nó rất là linh. Linh lắm luôn á, mà con cá ở đây rất là bự nha, nhưng mà mưa xuống cái là mất tiêu luôn à. Không biết nó đi về đâu luôn á mà không còn. Ngộ thì tới cái mùa mà nước lũ thì cá linh con, cá linh bự này không thấy nữa, ngộ ha. Hình như là cá linh này là cá linh nó giống như là nó còn lại của cái mùa nước nổi đó, cho nên con nào con lấy quá trời bự luôn cô bác. Cỡ nhiêu con ký anh theo cá này á? 22 con. Cỡ 22 con ký. Wow. Vậy mà khi mùa nước nổi cái là mất tiêu chưa? Ngộ thiệt, ngộ ha. Khi mà có xuống mưa cái là nó đi về đâu không biết luôn cô bác ơi. À vậy ha. Ừ vậy thôi, mua tặng ổng cũng được. Thay vì cho ổng tiền đò đúng không? Theo em thì nghĩ là con nước 25 ù. Wow, cá linh kìa bác, không bác. Phải không anh? Con nước 25 thì nó mới khủng hơn phải không? Quá cỡ luôn rồi. Ngay con nước thì nó dính ra vậy một chút. Quá trời luôn, con cá nó bự lên. Nếu nó nổi không. Quá cỡ bự luôn quá coi. Phải nói là đúng là cá linh cối luôn. Cả đi. Dính kìa. Ôi, quá trời nhiều luôn rồi cô bác ơi. Ôi, nguyên một giây luôn. Quá đã luôn rồi nè. Ôi, wow, quá cỡ luôn rồi, nguyên bầy luôn rồi. Nguyên bầy luôn anh ơi. Quá đã luôn rồi. Chim trời cá nước mà. Ôi, nguyên dây luôn anh ơi, đã quá đã luôn rồi. Ôi, thiệt tình, mà con nào con nấy nó khối cối luôn à. Cá linh này kêu không lắm, không lắm. Ừ, con cá nào, con cá nấy. Con cá nấy gì, quá trời luôn rồi anh ơi. Giá cả bao nhiêu mà ta không có nói. Ôi, nguyên một dây luôn anh ơi. Ôi, nguyên một chùm luôn cả. Quá cỏ luôn anh ơi. Nguyên một chùm luôn trời. Quá trời luôn, đã nè, trúng là trúng nguyên luồn luôn anh ơi. Ôi, nguyên luồn luôn rồi. Quá đã luôn anh ơi. Trời ơi, hên quá hên luôn. Con này cô bác ơi, cá linh ống nè. Con nào con đấy cành cành luôn trời. Quá cỡ luôn rồi. Xích, có vợ tôi trong nó không? Không vợ.
nước chảy xuống rồi nè. Quá đã luôn anh ơi, công nhận đã thiệt. Thấy ham luôn anh ơi. Mấy bữa trước cũng vậy ha. Ồ, vậy là em bữa nay em là có duyên may mắn nè. Ồ, ồ trời thật. Hết hồn luôn con cá linh của bác ơi. Khổng lồ luôn trời. Cá linh tròn. Trời ơi, cá linh tròn nè. Hết hồn luôn của bác ơi. Ồ, ồ nó bự nè của bác. Khổng lồ luôn nè, nhiều dây luôn nè. Quá đã luôn rồi. Mẹ và cả chục ký luôn anh. Nhiều quá ha. Dạ. Đã thiệt công nhận thấy ham luôn rồi cả. Vậy mà mưa xuống cái là không còn con nào luôn. Ồ vậy ha. Đó. Thiệt chứ công nhận vô nguyên một bầy luôn rồi. Vô cục cục luôn rồi. Còn chát còn dính được 2 cục vậy là thấy. Vài ký. Dạ. Rồi mình có mối luôn nha ông anh hay là bán lẻ thôi. Có mối bán hàng hết luôn. Cá công nhận cá khủng thiệt chứ. Cá quá bự luôn anh ơi. Cục gì ha. Đó, nhìn nữa kìa. Cành cối không. Con nào nấy hết hồn bự luôn. Nếu mà tính từ tháng 10 phải không anh? Tháng 10 là hết phải không? Tháng 10 là hết cá linh trên đồng. Thì về tính thời điểm này là 6 tháng nữa rồi ha. 6 tháng nữa mà con cá nó quá trời già luôn bự. Từ cái lúc mà cá linh non nha. Từ tính từ cái lúc cá linh non. Vô một cục nữa coi. Con nào con nấy phải nói là xứng đáng anh ơi, quá bự luôn à. Khổng lồ thiệt chứ. Quá trời bự luôn. Quá, ô dính nữa kìa. Quá, cỡ bị lớn cái này. Bự trời rồi nó bự. Lần đầu tiên em cũng được trải nghiệm vậy luôn anh. Cá nó bự vậy đó, cá linh mà nó bự vậy. Chứ đó giờ thấy cá mà cá linh vớn con đâu có bự vậy. Non, cá linh non. Đã thiệt, nó là ham thiệt chứ quá trời bự luôn.
theo như anh thì cá này là một năm ha anh ha, cỡ năm ha. Cá này cỡ năm cho nên nó quá trời bự luôn. Giáp năm. Đúng rồi, tại vì tháng 7 là bắt đầu có cái linh non. Bây giờ mới tháng 4 thì cũng gần như giáp năm đi. Khổng lồ thiệt chứ, con nào con nấy. Chín đầu trong không ha. Quất vô mẻ cho mẻ đi anh. Về hả? Cũng cả chục ký anh ha. Ồ, dính trong mé không trời, nó đi nguyên bầy trong mé luôn trời. Đó, dính nữa kìa. Đó. Quá trời luôn, thấy ham anh ơi. Đang chạy mà anh quất thêm. Ôi ơi. Dữ rồi. Đang chạy mà anh. Quất cái nữa đi anh. Trời ơi, để con nó ổn. Quá trời luôn rồi nè. Cá đang chạy vô đó anh. Dính dắt này, dính dòng nè. Ôi ôi. Dắt đâu mà đâu có dính đâu. Biết đâu, quất cái nữa đi anh. 10 phút à, đâu có nhiêu đâu. Để không thôi nó không chạy nữa ổn. Trời ơi, quá trời luôn rồi đấy ham anh ơi. Nhưng mà nó qua con nước rồi nó không có nữa. Trời ơi, không ham được chứ. Ôi, dính rồi. Dính nùi nùi luôn ta. Ham quá. Còn nào hôm nay nó bận một cái nè. Hết hồn. Rồi, nghỉ được rồi. Bây giờ cần cá hả? Muốn quay được bữa nào rồi lại quay. Dạ. Hang. Dạ dạ. Vậy cũng được. Thu thả ở đây không à? Ôi ôi, cái này có mấy ký anh? 2 ký. Wow, quá trời luôn, đã luôn rồi. Đưa đi, đổ vô đi, phải chết anh. Đổ đi. Đấy, hay lắm luôn á trời. Wow, quá đã luôn trời. Hai mẻ cỡ 3 ký mà con nào con nấy nó cối một cái nha, hết biết luôn. Rồi vậy lấy chừng 10 con thôi để cho ông lão đưa đò, để em gửi tiền anh. Cho ông nướng luôn. Cái này mà nướng thì thôi không còn gì để nói luôn. Rồi bây giờ mình cập bến nha cô bác, để mình coi cho ông cụ ông nướng coi, cho ông lão đưa ông nướng coi cho mà. Dạ. Dạ. Bây giờ mình ghé vô mình nhờ chú đưa đò này nướng luôn nha cô bác. Quá đã luôn cô bác ơi. Rồi mình xin dừng tí xíu để bắt cá lên nha cô bác. Ừ, vô cái thùng đi rồi nướng làm. Ê rồi. Rồi em cảm ơn anh nha. Vậy là cứ tới bến Ghe Anh Đò đây là gặp anh ha. Số điện thoại thì em có lưu trong đây rồi, cô bác có gì cứ gọi cho anh. Người ta mua. Dạ. Sao không anh? Nhà đâu? Bên bến phà bên kia. Dạ. Rồi, anh tên gì? Thạch ha. À. Rồi em cảm ơn anh nha, có gì khách alo anh bắt máy. À, ông nói ông tên gì chú? Ông nói ông tên gì, nghe không rõ.
ơi, lần đầu tiên con mới thấy mà cá linh mà nó cối gì vậy chú. Ừ. Chứ còn cá linh kia mình thấy là mùa nước nổi cá linh vừa vừa không ạ? Nó nhỏ nhỏ mà toàn đồ ăn à. Dạ. Con nào con lấy con hết hồn luôn kìa. Không biết người ta tưởng đâu cá nuôi. Trời ơi, đâu mà nuôi, trời cá thiên, thiên nhiên luôn mà con nào con thấy coi kìa. Khủng khiếp luôn á. Này là cá thiên nhiên. Dạ. Yeah. Cá nuôi mà nó bự như vậy là cái đầu nó cứng dữ lắm. Dạ. Yeah. Ồ, cá này. Cá thiên nhiên cái đầu của mình. Quá đã luôn rồi. Cái 5-6 ký vậy bắt đầu cái mùa mía đó cho mình vẽ cho mình sắp ở dưới á. À, khò mía ha. Đó, đó là khò mía, nó yeah. Rượu chưa chú. À, để ăn cơm chiều đi. Rồi con về nha. Cảm ơn chú nha. Dạ ở Chi Tôn. Cái nhà ở đây là lâu chưa? 95 vậy. Ồ vậy đó hả? Từ năm 95 tới giờ luôn hả? Vậy là cái nghề chú là cái nghề đưa đò. Nếu mà nguyên một ngày thì nhiêu? Ngày đó là bây giờ không có bàn hàng, cái ngày chứ trong ngoài. Vậy? Mà đó có bàn hàng mình chở bàn hàng xe đẩy bán trái cây á. À. Ngày kiếm 200-300 nữa. Dạ. Dạ. Bàn hàng nó vô chợ đầu mối trơn rồi. Dạ. Con cháu đông không? Ba đứa con rồi. Lớn đi làm hết trơn ha. Rồi vậy thôi chú ăn cơm buổi chiều ngon. Rồi con về nha, con cảm ơn chú. Dạ, bữa nào thì con có điều kiện thì con ghé chú. Rồi, nhờ chú chở con đi. Rồi con đi. Dạ đây là gặp tôi rồi. Dạ. Rồi con đi nha, cảm ơn chú nhiều. Và mình thấy đây có một gia đình họ đang mò hến cô bác. Đi lặn con hến. Quá trời luôn.